Đây là một nơi gần thành phố Herat, Afghanistan. Máy bay trực thăng y tế của quân đội Tây Ban Nha đang bay đến một thị trấn nhỏ bị tấn công và cứu được một cậu bé bị thương nặng. Varela, một nữ quân y trong quân đội Tây Ban Nha, vội vàng cứu thương cho cậu bé. Nhưng vì chịu ảnh hưởng của áp suất không khí trên cao, cậu bé vẫn không qua khỏi. Sau khi trở về căn cứ, cô ấy đã nộp đơn yêu cầu một máy bay trực thăng SA-330 Puma, được trang bị đầy đủ thuốc và phương tiện y tế cho nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng người tính không bằng trời tính. Một hôm, tình cờ quân đội Mỹ tuần tra chung với quân đội Tây Ban Nha ở bên ngoài gặp phải một vụ đánh bom ven đường, dẫn đến hai binh lính Mỹ và một binh lính Tây Ban Nha bị thương. Vì vậy, bọn họ đưa theo phiên dịch viên tiếng Afghanistan lập tức đến để chữa trị. Các phương tiện khác trong đội cũng lần lượt rời đi trước để tiếp tục làm nhiệm vụ. Người chỉ huy hoạt động lần này là trung úy quân đội Tây Ban Nha, Conte. Mặc dù anh ấy là con trai của một tướng quân, nhưng năng lực và kinh nghiệm vẫn còn non trẻ. Trực thăng vừa đến hiện trường vụ việc, đột nhiên khi hạ cánh, bánh xe bị lún cát. Hóa ra khu vực hạ cánh là một vùng cát mềm. Kết quả là máy bay trực thăng bị đổ và bị hư hại nghiêm trọng. May mà không có thương vong nào xảy ra, bởi vì nơi này vẫn đang trong sự kiểm soát của kẻ thù. Tình hình bây giờ rất khẩn cấp, họ cần phải cứu chữa những người bị thương. Họ đã báo khẩn cấp về sở chỉ huy tới ứng cứu. Mặc dù tổng bộ đã đồng ý điều động hai chiếc trực thăng CH-47 Chinook đến đón bọn họ, nhưng để ngăn chiếc trực thăng rơi vào tay kẻ thù, tổng bộ ra lệnh cho họ cho nổ máy bay trực thăng. Nhưng phó chỉ huy phản đối, máy bay chỉ bị hỏng nhẹ chứ không phải phế liệu, thay vì cho nổ thì nên mang về sửa chữa. Nhưng một chiếc trực thăng rất nặng, phải giảm trọng lượng của nó hết sức có thể, xả tất cả nhiên liệu và gỡ các khớp nối. Những thứ ít giá trị như cánh quạt, có khả năng sẽ mang máy bay trực thăng về được. Một cuộc cứu hộ đơn giản bây giờ đã trở nên rất phức tạp. Bên cạnh đó, nơi họ đang mắc kẹt vừa xa xôi vừa nguy hiểm. Họ cần qua đêm ở đây. Sáng hôm sau, trực thăng cứu hộ mới tới được. Conte đề nghị mọi người ở lại đây một đêm và cử một đội bắn tỉa, cầm súng Barrett lên núi bảo vệ. Khẩu phần ăn của mọi người và hai binh lính Mỹ đó miễn cưỡng có thể duy trì. Ít ra vấn đề ăn uống không bị ảnh hưởng. Đội bắn tỉa trên đỉnh núi đột nhiên phát hiện phía xa có điều bất thường. Một người đàn ông địa phương đang chăn cừu ở đằng xa, đứng trên đỉnh núi cao chót vót, nhưng cậu ta không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Vì vậy nên không ai dám nổ súng. Thấy cậu ta một mực quan sát trại quân đội Tây Ban Nha, người phiên dịch không muốn trở thành kẻ tấn công. Anh ném một hòn đá và bảo cậu ta rời đi. Người phiên dịch trở lại. Nhóm người Conte không thể không mắng anh ta. Anh điên à? Nhưng anh ta lại nói, cậu ta chỉ là một đứa trẻ sống ở một ngôi làng gần đó, đừng lo lắng. Nhưng lúc này, tổng bộ thông qua camera vệ tinh phát hiện người chăn cừu đó lái xe máy đưa cừu đi rồi. Sau khi họ nhận được thông tin thì liền tóm lấy người phiên dịch. Cậu ta có thể đi xe máy, vậy mà anh nói là một đứa trẻ. Không còn nghi ngờ gì nữa, người Tây Ban Nha đã bại lộ. Họ bảo mọi người nâng cao cảnh giác. Và trong căn cứ lúc này, mọi người đang vội vàng nghiên cứu phương án làm thế nào để nâng trực thăng lên. Ban đầu họ dự định sẽ cùng lúc dùng dây nâng đầu và đuôi lên, nhưng theo cách này không thể tránh khỏi việc máy bay trực thăng lắc lư trên không. Vì vậy họ đã hủy bỏ và đề nghị gắn hai dây tập trung nâng từ một điểm. Trời sắp tối, mọi người xả nhiên liệu và tháo cánh quạt các thứ, cố gắng làm cho máy bay trực thăng nhẹ hơn. Đồng thời vào ban đêm cũng không được có ánh sáng, ngay cả khi ở trong lều cũng phải chắc chắn rằng lều kín không lọt ánh sáng. Vì vậy Conte và phi công đã bảo một nữ quân nhân tháo súng máy MG3 khỏi xe Hammer mang sang phía bên kia. Sau khi tắt đèn vào ban đêm, những binh lính Tây Ban Nha bắt đầu trò chuyện với hai người Mỹ đó. Trong khi nói chuyện không thể tránh khỏi việc không hiểu tiếng. May mà một người Mỹ trong đó có thể nói một chút tiếng Tây Ban Nha. Mọi người trò chuyện và ăn gà hộp trong lều để giết thời gian và bổ sung năng lượng. Lúc này, tổng bộ cũng đang giáo diết chuẩn bị. Hai chiếc trực thăng CH-47 Chinook định sẽ bay tới đó ngay trong đêm. Đội bắn tỉa ở ngoài đột nhiên nhìn thấy đằng xa đang có người đi xe máy qua đây, trông rất đáng ngờ. Và tổng bộ lại gọi điện vệ tinh tới. Họ thông qua camera vệ tinh phát hiện có một số lượng lớn phần tử Taliban. Mọi người chỉ có thể cố gắng ẩn náu, giữ im lặng trong bóng tối. Nhưng sau đó lại xuất hiện một bầy cừu không có ai trông giữ. Chẳng mấy chốc, quân địch ẩn nấp trong đàn cừu đang tiếp cận họ. Và lại có một chiếc xe máy khác xuất hiện từ phía tây. Dường như họ đang lái xe sát nhau và muốn che giấu sự tấn công. Thế là họ đã khẩn trương bố trí đội hình chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên một chiếc xe máy không người lái lao xuống từ trên sườn đồi. Ngay sau đó, một binh sĩ bị bắn bị thương. Có vẻ như chúng muốn dựa vào đèn xe để xác định vị trí của họ. Quân địch lần lượt xuất hiện, hỏa lực nhắm thẳng bọn họ. Những kẻ ẩn náu trong đàn cừu bị khẩu súng MG3 của nữ quân nhân giải quyết trong tích tắc. Nhưng đội bắn tỉa đã bị lộ, không thể ló đầu ra. Nhưng không ngờ quân địch chỉ có khẩu AK cũ và súng trường KAR-98, mà cũng có thể thành công áp đảo họ. Trong trường hợp khẩn cấp, người phiên dịch đã chủ động sơ cứu người bị thương, nhưng vẫn bị một binh lính lớn tuổi kỳ thị. Cuối cùng người bắn tỉa đã tìm thấy cơ hội, dùng súng Barrett bắn một phát cho nổ xe máy ở phía xa. Sau đó, người bắn tỉa liên tục tấn công khiến quân địch rút lui. Nhưng người quan sát của đội bắn tỉa đã bị bắn trúng vào mông. Varela đã khẩn trương ra giúp những người bị thương. Có vẻ như đêm nay là một đêm không ngủ. Bên cạnh đó, quân địch có thể tấn công bất cứ lúc nào. Bây giờ có không ít người bị thương.
nhưng rất nhiều đồ sơ cứu vẫn đang ở trên trực thăng. Người phiên dịch đi đến bên binh lính lớn tuổi đã không tin tưởng anh, phẫn nộ nói: "Ban đầu tôi và em gái bị ép di cư đến Barcelona. Tôi có lý do đến đây hơn ông nhiều." Lúc này, hai chiếc máy bay cứu trợ cuối cùng cũng có một cái đến nơi để tiếp tế. Sau khi đến đây họ nhận được một tin xấu, dự kiến sáng mai chỗ này sẽ có bão cát. Và nếu không có ảnh tham khảo vệ tinh, họ không thể xác định vị trí và nâng trực thăng lên. Một nữ quân nhân đề nghị, có thể đặt hai chiếc xe làm vật mốc, miễn là có thể nhìn thấy chúng là biết được vị trí. Sau đó họ đến quân đội lấy thực phẩm, đạn dược và các vật liệu khác, mang theo những thứ này tự tin tiếp tục khởi hành. Tổng bộ lại gửi thông tin vệ tinh. Lần này kẻ địch có hai nhóm, ngoài ra còn có hai xe tải, ba chiếc SUV và rất nhiều xe máy, tổng cộng có hơn 200 người. Xem ra bọn chúng muốn nuốt chửng họ trước khi trời sáng. Thế là tổng chỉ huy hạ lệnh, nếu thực sự không được thì hãy cho nổ máy bay, tuyệt đối không để nó rơi vào tay bọn Taliban. Hiện tại quân đội Tây Ban Nha không thể yêu cầu quân đội Mỹ cử máy bay AH-64 Apache tới giúp đỡ. Thứ duy nhất có thể dùng chỉ có 3 chiếc máy bay SA-330 Puma, nhưng một máy bay không đủ nhiên liệu, cái còn lại thì không đủ đạn. Những cuộc chiến tiếp tục khiến nhiều người bị thương, họ chỉ có thể nghỉ ngơi tạm thời trong lúc không phải chiến đấu và phải đề phòng những cuộc tấn công bất ngờ của quân địch. Bây giờ họ chỉ có thể chờ đợi máy bay SA-330 Puma đến. Quả nhiên khi trời vừa hừng sáng, mọi người phát hiện quân địch đang ở trên đỉnh núi. Trước khi chiến tranh nổ ra, Conte nói với mọi người về khẩu hiệu hiệp sĩ của quân đội Tây Ban Nha. Họ đang chứng minh cho trời đất thấy tinh thần hiệp sĩ của họ sẽ không bao giờ chết, và cũng hô to khẩu hiệu với quân địch trên núi. Một trận chiến khốc liệt bắt đầu. Lần này khẩu súng trường G36 trong tay họ không còn nhiều đạn, quân địch thì lại rất đông. Quân địch cầm khẩu RPG với ưu thế về số lượng đã áp đảo bọn họ. Nhiều người không may bị bắn. Điều tồi tệ hơn là nhiều người súng đã hết đạn. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Hai chiếc máy bay SA-330 Puma cuối cùng đã đến. Tiếp thay sau khi xả một loạt hỏa lực, hai chiếc máy bay đó đều đã hết đạn. Nhưng may mà cuộc tấn công này khiến quân địch buộc phải tạm thời rút lui. Và hai máy bay CH-47 Chinook cuối cùng đã bay tới sau khi hết nguy hiểm. Hay lắm, bây giờ họ đã được giải cứu khỏi đây. Chỉ còn một bước nữa thôi. Sau khi hạ cánh, các binh lính đã nhanh chóng mang đạn dược và vật tư ra khỏi máy bay. Những thứ này đủ để họ cầm cự một thời gian. Conte ra lệnh cho hai binh lính lái xe qua để làm vật mốc cho máy bay trực thăng. Nhưng trong quá trình hạ thấp độ cao, họ vẫn bị bão cát che khuất tầm nhìn bên dưới. Không được, càng xuống dưới, cát và bụi thậm chí còn che khuất cả vật mốc. Cơ trưởng có ý định từ bỏ việc nâng trực thăng lên, hiện tại chỉ có thể làm nó nổ tung. Sau khi biết chuyện, Conte kiên quyết phản đối. Xin hãy thử lại lần nữa. Lúc này, hai chiếc SA-330 Puma vì thiếu nhiên liệu nên bắt buộc phải bay trở về. Bây giờ thậm chí hai máy bay bảo hộ cũng đã rời khỏi đây. Đột nhiên cơ trưởng phát hiện, bọn họ có 2 dây, có độ dài 25m. Vậy tại sao không nối vào thành sợi dây dài 50m? Cơ trưởng quyết định mạo hiểm một phen. Trước tiên là đưa những người bị thương tới chiếc máy bay khác. Varela chủ động đề nghị sẽ ở lại đây và rời đi cuối cùng. Cơ trưởng cũng nhanh chóng lên máy bay. Những người khác đã bố trí xong, khoảng cách 50m từ mặt đất. Đương nhiên vẫn có thể nhìn thấy vật mốc, có thể thả dây xuống rồi. Nhưng tổng bộ lại gửi tín hiệu, quân địch sắp tấn công một lần nữa. Một quả tên lửa đang lao thẳng về hướng máy bay, may mà không bắn trúng, nhưng nó khiến máy bay rung chuyển dữ dội, khiến dây móc cũng đu đưa. Vì vậy, một binh lính trên chiếc máy bay còn lại quyết đoán điều khiển súng máy bay từ trên cao bắn thẳng vào bọn chúng. Cuối cùng họ cũng bắt được chiếc dây, rồi móc vào máy bay trực thăng. Sau đó CH-47 Chinook từ từ bay lên. Cuối cùng máy bay trực thăng trên cát đã được nâng lên, rồi dần bay lên theo chiếc trực thăng. Quân địch thấy vậy cũng xông lên như thủy triều. Conte hét lên, đừng đánh nữa, lên máy bay đi. Các binh lính ở phía bên kia vẫn còn đang chiến đấu. Varela cũng liên tục cấp cứu cho những người bị thương. Nhưng tên lửa phiền phức lại tấn công CH-47 Chinook một lần nữa. Suýt chút nữa thì bắn trúng. Ngay cả Varela và một người khác cũng bị nổ trúng làm bị thương. CH-47 Chinook trên bầu trời và chiếc trực thăng vẫn không ngừng xoay. Varela choáng váng vì vụ nổ. Khi tỉnh dậy cô thấy cổ của người đàn ông đã bị thương. Đột nhiên một tiếng súng vang lên. Conte bắn nổ lốp xe máy, khiến hai tên địch đó đều phải ngã xe. Không ngờ một trong số họ vẫn chưa chết. Hắn đã bay súng và vật lộn với Conte. Anh chàng này mạnh hơn Conte rất nhiều. Varela vô cùng gấp gáp, vết thương ở tay đang không ngừng chảy máu. Conte ở phía xa thì đang gặp rắc rối. Trong lúc khẩn cấp, cô dứt khoát không thèm cầm máu, rút súng ra và liên tiếp bắn tên kia, cứu được Conte. Cuối cùng chiếc máy bay trực thăng cũng đã ổn định không lắc lư nữa. Và Conte cũng đến đây đúng lúc, giúp họ đưa những người bị thương lên máy bay. Mọi thứ đã sẵn sàng, có thể rời đi. Thế là máy bay trực thăng lần lượt cất cánh và xe tuần tra trên mặt đất cũng xuất phát. Bất ngờ xe súng máy của địch đã chặn con đường duy nhất của họ. Dù cho có bắn thế nào cũng không thể thổi bay xe của chúng. Varela ở trên máy bay phát hiện đoàn xe trên mặt đất bị mắc kẹt. Bây giờ hai chiếc CH-47 Chinook phải quay lại giúp đoàn xe. Đột nhiên cơ trưởng thấy phía xa có một máy bay SA-330 Puma đang bay đến. Hóa ra tổng bộ lo lắng cho họ nên nhanh chóng đến cứu viện. SA-330 Puma thả cho chúng một phát đạn, sau đó bay lượn đẹp mắt. Đoàn xe cuối cùng đã thoát khỏi khó khăn. Máy bay trực thăng cũng được cứu. Tổng chỉ huy ở tổng bộ vô cùng vui mừng.
Nhiệm vụ khó khăn như vậy cuối cùng cũng hoàn thành. Hai chiếc CH-47 Chinook dưới sự giúp đỡ của SA-330 Puma thành công mang máy bay trực thăng trở lại. Bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn có cảm nghĩ gì về bộ phim? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Còn nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và subscribe kênh để ủng hộ bọn mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo. Bye bye!